Rồi. Hết pin rồi. Kệ đâu mà, đóng luôn. Quay đây, để anh vệ sinh để cho anh. Đẹp. Em ơi, anh ngọc mất. Ủa nó tiếng đồng hồ. Đi ra ra trong kìa. Đâu? Kìa. Anh ạ. Vệ sinh rồi mà ông kêu. Ừ thì đâu mà. Hôm nay chưa có bắt làm sao. Sao kệ nó. Nhà bao việc. Nhà bao việc. Bánh nhau. Nhà bao việc. Nhà bao nhiêu việc không? Về giờ lại trời mưa nữa. Mưa thì sao thì anh nhập ra anh đưa về. Chào anh em đang xem nhá. Đấy thấy buổi sau nhấn trắng nhá. Buổi sau thì lành thì ra nhấn trắng nhá. Chào bốn người đang xem nhá. Em cứ kích vào vẫy tay. Ai xem chào rồi hỏi không anh. Thử một lần cầm nghe. Thử một lần xem có trầm trồ. Thử một lần trầm trồ, xem ai có lên tiếng không? Ôi, tóc đâu hết rồi. 9 người. Em chào mấy người xem này. Chào 9 người đang xem nhá. Em gái này làm xong rồi nhưng mà còn nhật trắng thì chưa làm được bởi vì sợ em ấy đau quá, rát quá. Đại Nguyên. Đây, anh cảm thank you em lai. Nhiều người á. Chào Nhung Nam. Chào Hùng Phan nhá. Hình này còn trắng nữa mà chào một người đang xem. Nhà bao nhiêu việc. Nhà bao việc mỗi nhân trắng mà cũng chạy. Thế tài đấy. Em về chưa đâu. Sống đây là không cố nổi niềm tí. Chào tất cả anh em đang xem nhá. Hình hổ sau khoảng độ 4 tiếng rưỡi xong thì nhân trắng, bây giờ bạn em gái này xin bê. Còn trắng nữa thì để buổi sau nhân tiếp. Em gái cũng bản lĩnh phết đấy cả nhà. Ê bây giờ hết đau rồi nhá. Hết đau chưa? Ừ. Nhăn trắng nhá. Nhưng mà cũng lắm. Hả? Không, đau một ít nó chịu được nhưng mà nó phải lâu lắm thì sát. Đúng rồi, chảy máu. Em để đây, đùi nó méo, nó nhìn thấy hình hổ nó méo. Đấy, để đi đấy cho anh. Buổi sau bong ra thì nhăn trắng nhá. Chào Hoàng Anh nhá. Tầm độ 1 tuần bong hết sạch sẽ thì ra đây anh nhấn cho là ok. Ừ. Chào Hào Canbo nữa. Tê hơi thâm. Buổi sau nhân trắng không được chạy nhá. Chào Nguyễn Văn Thế nhá. Còn rát nữa không? Có, lâu rồi chẳng có rát. Em đứng hẳn dậy anh xem nào. Đứng dậy đây ạ. Đứng hẳn dậy rồi, ok. Để anh quay hình cho nó.
chân mẹ. Chết rồi. Ôi giời ơi. Bao nhiêu việc. Nhà bao việc, mẫu nhân trắng cũng chạy. Ôi trời mưa mà, về kiểu gì rồi. Xe không có không. Làm cố làm nốt thôi em gái, chị gái ơi. Ôi giời. Chú mày ra ngay đây để dụ dỗ con gái nhà lành đi, không thì người ta chạy rồi. Con gái nhà này ở trên núi làm gì mà ra biển thành phố đâu. Đây còn hai bạn khách này đang đợi đây. Hết đêm rồi. Tớ cứ để đấy, cho nó khô một tí đấy, xong anh ổ ổ dưỡng nhá. Hả? Về đi ăn thịt chó gì? Không, xong xong đi ăn thịt chó về. Thịt chó thôi. Cả ngày không? Cả đêm qua mà cái ngày hôm nay cũng chưa được ngủ. Cấm thì chó. Chào Hồ Đăng nhá, chào Đáng nhá. Thì còn sợ thịt chó, thịt gà thì dám ăn. Cảm ơn em trai Hồ Đáng nhá. Chào tiệp tôm nhá. Anh ơi em đó ăn thịt người được không anh? Ôi em ăn thả thịt người ấy em ạ. Ai? Tôi hổ mà. Tôi hổ mà em ăn con thịt người anh phí. Cô gái chịu đau tốt mà, nhưng mà về không. Chung kết là chạy rồi. Như thế này rồi. Về là có sợ cô không cho vào phòng. Không cho về phòng ngủ nữa rồi. Sợ quái thì đi xong về nó sợ cô không cho vào nhà. Chắc khổ.